Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Thời sự tối nay, thứ tư, ngày 9 tháng 3 của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Chương trình sẽ có những nội dung chính sau. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp phiên thứ nhất của Ban chỉ đạo cải cách hành chính Chính phủ. Ban Thường vụ tỉnh ủy làm việc với huyện ủy Mộc Châu và Vân Hồ về thu hút đầu tư. thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 15. Du lịch Mộc Châu sẵn sàng mở cửa đón khách. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng ban chỉ đạo cải cách hành chính chính phủ đã chủ trì họp phiên thứ nhất của ban chỉ đạo. Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng cho biết Đảng, nhà nước đã xác định cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ đột phá nhằm xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ, vì sự phát triển của đất nước. Thủ tướng cho rằng năm 2021, mặc dù gặp khó khăn do dịch Covid-19, cả nước vừa phải giải quyết các nhiệm vụ thường xuyên, tổ chức các sự kiện lớn của đất nước, xử lý các công việc tồn đọng, vừa phải xử lý các công việc đột xuất bất ngờ khác, đặc biệt là phòng chống dịch Covid-19 nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và toàn dân chúng ta đạt được kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực trong thành quả chung đó có đóng góp thành tựu trong cải cách hành chính nhất là việc hoàn thiện thể chế tuy nhiên trong quá trình thực hiện chúng ta còn nhiều việc phải làm do vẫn còn hạn chế yếu kém thách thức do đó cần tiếp tục thúc đẩy cải cách hành chính trong tất cả các bộ ngành lĩnh vực địa phương việc cải cách hành chính phải nhằm mang lại lợi ích cho người dân doanh nghiệp lấy người dân doanh nghiệp vừa là trung tâm là chủ thể của cải cách hành chính Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, công tác cải cách hành chính phải bám sát chủ đề điều hành của năm 2022 của Chính phủ là đoàn kết, kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn, hiệu quả, phục hồi phát triển và bám sát thực tiễn nhằm xây dựng bộ máy hành chính nhà nước trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả, tránh phiền hà, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp và góp phần phòng chống tham nhũng tiêu cực. Tại phiên họp, ban chỉ đạo tập trung đánh giá công tác cải cách hành chính năm 2021, phương hướng nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022 tình hình tổ chức hoạt động của bộ phận một cửa tại các bộ ngành địa phương, thảo luận về kế hoạch hoạt động năm 2022 của ban chỉ đạo, quy chế hoạt động của ban chỉ đạo. Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ nay tới ngày 11 tháng 3. 1.000 đại biểu phụ nữ tiêu biểu đại diện cho lực lượng các dân tộc tôn giáo và các lĩnh vực hoạt động khác nhau đã về thủ đô Hà Nội dự đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13. Ngày 9 tháng 3 là ngày đầu tiên của đại hội với nhiều hoạt động ý nghĩa. Trước khi đại hội chính thức diễn ra, đoàn đại biểu phụ nữ đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt hoa đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Triển lãm Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, viết tiếp những ước mơ chào mừng Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ 13 đã khai mạc sáng ngày 9 tháng 3 với ba nội dung: dấu ấn những chặng đường dấu ấn nhiệm kỳ 2017-2022 và hướng tới tương lai nhằm giới thiệu sự kế tục truyền thống của các thế hệ phụ nữ qua nhiều nhiệm kỳ đại hội. Tham dự triển lãm có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương. Các đại biểu cũng đã nhiệt tình tham gia lễ phát động chương trình nhắn tin ủng hộ, đồng hành cùng phụ nữ biên cương do Hội chữ thập đỏ Việt Nam, Cổng thông tin nhân đạo, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tổ chức với mong muốn vận động nguồn lực để triển khai 130 mô hình sinh kế cho phụ nữ vùng giáp biên. Sáng ngày 9 tháng 3, phiên chủ bị đại hội đã diễn ra với các hoạt động bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban thẩm tra và thông qua chương trình quy chế đại hội. Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ nay tới ngày 11 tháng 3. Phát triển đô thị gắn với du lịch và phát triển ứng dụng công nghệ cao, tập trung giả soát, hoàn thành quy trình, quy định, triển khai các dự án, đảm bảo rõ người, rõ trách nhiệm, rõ từng dự án, đánh giá kỹ năng lực của các nhà đầu tư, tránh để xảy ra các quy hoạch treo để dự án kéo dài. Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh với huyện ủy Mộc Châu và Vân Hồ trong cuộc làm việc về công tác thu hút đầu tư diễn ra trong sáng ngày 9 tháng 3. Dự cuộc làm việc có đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh. Ngày 25 tháng 1 năm 2019, tại quyết định số 128, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch chung xây dựng khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2030 với quy mô diện tích bao gồm toàn bộ địa giới hành chính của hai huyện Mộc Châu, Vân Hồ, Mục tiêu xây dựng và phát triển khu du lịch quốc gia Mộc Châu trở thành một trong những động lực phát triển du lịch của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo an ninh quốc phòng. Trên cơ sở đó, tỉnh Sơn La đã quyết liệt chỉ đạo tập trung các nguồn lực thu hút đầu tư các dự án trên địa bàn các huyện Mộc Châu, Vân Hồ, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, góp phần phát triển kinh tế xã hội, tăng thu ngân sách, tạo tiền đề triển khai các nhiệm vụ xây dựng huyện Mộc Châu thành thị xã vào năm 2025. Đồng thời đáp ứng nhu cầu về nâng cao đời sống của người dân. Đến nay, trên địa bàn huyện Vân Hồ đã có 48 dự án được cấp chủ trương đầu tư. Huyện Mộc Châu có 25 dự án đang triển khai, 25 dự án đã hoàn thành. Tại hội nghị, các đại biểu đã chỉ ra một số khó khăn như dịch bệnh COVID-19 đã gây ảnh hưởng đến công tác xúc tiến đầu tư, tiến độ giải phóng mặt bằng một số dự án còn chậm, năng lực của một số nhà đầu tư còn hạn chế, cơ sở hạ tầng kỹ thuật còn thiếu, giao thông chưa đồng bộ gây nhiều khó khăn cho việc thu hút đầu tư trên cơ sở đánh giá tồn tại hạn chế, nhiều giải pháp tháo gỡ vướng mắc khó khăn đã được các đại biểu bàn thảo để từ đó đẩy mạnh công tác xúc tiến, thu hút đầu tư trên địa bàn hai huyện. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hữu Đông khẳng định, công tác thu hút đầu tư, xây dựng quy hoạch tại huyện Mộc Châu và Vân Hồ đã thu được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, việc thu hút đầu tư vẫn chưa tương xứng với lợi thế, chưa thu hút được các nhà đầu tư lớn, việc triển khai ở các địa phương vẫn còn nhiều hạn chế. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy đề nghị việc thu hút đầu tư trên địa bàn hai huyện cần bám sát quy hoạch khu du lịch quốc gia Mộc Châu. Việc phát triển đô thị phải gắn với phát triển du lịch và phát triển ứng dụng công nghệ cao. Huyện Mộc Châu và Vân Hồ tập trung quản lý tốt công tác quy hoạch, đất đai, phối hợp chặt chẽ với các sở ban ngành trong việc nghiên cứu quy hoạch chi tiết các dự án trên địa bàn, kịp thời báo cáo những khó khăn vướng mắc các dự án. Ban Thường vụ huyện ủy Mộc Châu và các đồng chí trong tập thể thường trực phải rất có trách nhiệm nghe kỹ từng dự án và phải lựa chọn kỹ từng nhà đầu tư đừng để xảy ra cái tình trạng là chúng ta lại quy hoạch nhiều quá lại thành quy hoạch treo cho nên là cái việc mà giả soát để mà lên được cái danh mục sau đó thì báo cáo với hội đồng nhân dân tỉnh để ban hành một nghị quyết sau đó để chúng ta thực hiện theo nghị quyết là một cái việc mà chúng tôi cho là rất đúng và trúng đề nghị hai huyện có giải pháp phương án cụ thể để quản lý tốt quy hoạch, quản lý tốt đất đai và quản lý tốt cái việc chuyển nhượng bất động sản và quản lý tốt về trật tự xây dựng trên địa bàn. Đồng chí Nguyễn Hữu Đông cũng đề nghị Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cần nghiên cứu xây dựng và ban hành một nghị quyết về các dự án đầu tư trên địa bàn các huyện thành phố, đồng thời xây dựng cơ chế về tổ chức bộ máy bổ sung nguồn nhân lực đối với huyện Mộc Châu và Vân Hồ để xây dựng khu du lịch quốc gia Mộc Châu và xây dựng Mộc Châu trở thành thị xã vào năm 2025 như mục tiêu của nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 đã đề ra. Chiều nay, ngày 9 tháng 3, Ban Văn hóa xã hội đã tiến hành thẩm tra nội dung trình kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 15. Dự hội nghị có đồng chí Trá A của Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng chí Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đại diện lãnh đạo mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở ban ngành của tỉnh. Tại phiên thẩm tra, các đại biểu đã dành nhiều thời gian cho ý kiến đối với tờ trình và dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Sơn La. Theo đó, chính phủ đã nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội từ 270.000 đồng một người trên tháng lên 360.000 đồng một người trên tháng và bổ sung một số nhóm đối tượng bảo trợ xã hội mới chưa được quy định tại nghị định 136/2013 của chính phủ trước đây. Do đó, các quy định hiện hành của tỉnh về mức chuẩn trợ giúp xã hội và các mức trợ giúp xã hội đã không còn phù hợp với quy định của chính phủ. Các đại biểu cho ý kiến đối với tờ trình và dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh quản lý. Tờ trình dự thảo nghị quyết được xây dựng trên cơ sở hiện nay tình hình dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Bộ Y tế, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác xét nghiệm COVID-19 văn bản hướng dẫn việc thực hiện xét nghiệm cũng như hướng dẫn mức giá thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm COVID-19. Để đảm bảo tính đúng, tính đủ cơ cấu giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 phù hợp với tình hình dịch bệnh, tránh lạm dụng, lãng phí, học cũng đã xem xét, cho ý kiến đối với tờ trình và dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về bãi bỏ nghị quyết số 06/2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, kéo dài thời gian áp dụng đối với hai nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về quy định mức học phí đến hết năm học 2021-2022, ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La. Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu đầy đủ các ý kiến kiến nghị của các đại biểu tham gia tại phiên họp để chỉnh sửa bổ sung hoàn thiện tờ trình dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15. Tiếp tục các nội dung thẩm tra, cũng trong chiều ngày 9 tháng 3, Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiến hành xem xét việc ban hành nghị quyết đổi tên bản lẩm thành bản lẩm cút xã Mường Bon, huyện Mai Sơn. Dự buổi thẩm tra có đồng chí Trá A Của, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, thành viên các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Trong quá trình triển khai sáp nhập đặt tên bản Ủy ban nhân dân xã Mường Bon, huyện Mai Sơn thực hiện một số nội dung chưa đảm bảo theo quy định như xác định tên gốc của bản chưa đúng, trong đề án sáp nhập xác định tên gốc của bản là bản lẩm khi lấy ý kiến của cử tri về đặt tên bản sau khi sáp nhập, Ủy ban Nhân dân xã Mường Bon chỉ tổ chức họp lấy ý kiến của cử tri ở bản làm cũ. Đối với bản cút cũ, Ủy ban Nhân dân xã thực hiện làm tắt, không tổ chức họp lấy ý kiến cử tri mà yêu cầu đại diện ban quản lý bản ký vào biên bản hội nghị lấy ý kiến cử tri, sau đó cán bộ công chức xã tự điền thông tin. Tên bản trong đề án không đúng với dự kiến ban đầu trong buổi họp Ủy ban Nhân dân xã xin chủ trương sắp nhập bản đã thống nhất. Tại phiên thẩm tra, các đại biểu đã tham gia ý kiến và cho rằng Nguyện vọng của cử tri đổi tên bản lầm thành bản lầm cút là phù hợp lịch sử hình thành đúng quy định của pháp luật. Kết luận phiên họp ban pháp chế và các thành viên các ban hội đồng nhân dân tỉnh đã nhất trí với tờ trình dự thảo nghị quyết hội đồng nhân dân tỉnh về việc đổi tên bản lầm thành bản lầm cút xã Mừng Bon huyện Mai Sơn trình kỳ họp thứ tư hội đồng nhân dân tỉnh khóa 15. Ngày 8 tháng 3, Ban chỉ đạo thực hiện các đề án, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thuận Châu đã tổ chức họp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai dự án khu đô thị tại xã Trình Ly, thị trấn Thuận Châu và trụ sở làm việc công an huyện. Dự án khu đô thị tại xã Trình Ly và thị trấn Thuận Châu với tổng diện tích 158.300 m2, huyện Thuận Châu đã tổ chức đo đạc, thống kê diện tích loại đất theo hiện trạng thuộc phạm vi thực hiện dự án, xây dựng phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư. Đối với tiến độ giải phóng mặt bằng, trụ sở làm việc công an huyện, tổng diện tích đất thu hồi thực hiện dự án là 32.606,9 m2, các phòng ban của huyện đã tổ chức thống kê, kiểm đếm đất đai, tài sản của các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng, tổ chức áp giá, lập phương án bồi thường, hỗ trợ và chi trả tiền cho các hộ gia đình, cá nhân. Đến thời điểm hiện tại, chủ đầu tư đã có thể bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công để triển khai các hạng mục công trình. Trong quá trình triển khai thực hiện dự án gặp một số khó khăn vướng mắc về bố trí quỹ đất tái định cư cho 13 hộ có nhà ở trên đất, phương án xử lý tài sản và chuyển nhà làm việc Ủy ban nhân dân xã Trình Ly hình thức lựa chọn nhà đầu tư, phương án tái định cư, thực hiện dự án khu đô thị tại xã Triền Ly và thị trấn Thuận Châu. Ban chỉ đạo thực hiện các đề án, thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ huyện Thuận Châu, đề nghị các phòng ban, các tổ giúp việc chuyên môn, tiếp tục phối hợp đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, đảm bảo theo quy trình, quy định của pháp luật, làm tốt công tác tuyên truyền vận động để người dân nắm và hiểu rõ chủ trương của việc triển khai thực hiện dự án. Ngày 9 tháng 3, Ban chỉ đạo cải cách hành chính huyện Quỳnh Nhai tổ chức cuộc họp nhằm đánh giá kết quả công tác cải cách hành chính năm 2021 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Năm 2021, Ban chỉ đạo cải cách hành chính huyện Quỳnh Nhai đã cụ thể hóa, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo điều hành triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính gắn với thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ tốt nhu cầu của người dân và doanh nghiệp, tiếp tục kêu gọi đầu tư, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó đã tăng cường các hoạt động tuyên truyền, kịp thời phổ biến, cập nhật các thông tin về chủ trương chính sách và kết quả nổi bật trong công tác cải cách hành chính. Được thực hiện qua nhiều kênh tuyên truyền đa dạng với nội dung ngày càng phong phú, sát với thực tiễn. Nhiệm vụ giải pháp trong năm 2022, huyện Quỳnh Nhai tiếp tục thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030, đẩy mạnh ra soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý, cập nhật công khai thủ tục hành chính dưới nhiều hình thức và tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc giải quyết thủ tục hành chính, tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư, thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa nỗ lực phòng chống dịch bệnh, vừa tập trung phục hồi phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất theo chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Nội dung đáng chú ý sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. hiệu quả nguồn vốn vay tiến dụng ưu đãi xã hội ở Mường La, đào tạo lưu học sinh lào đảm bảo tiến độ chất lượng. Để chủ động với phương án mở cửa trở lại các hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới từ ngày 15 tháng 3 năm 2022 theo kết luận của chính phủ, huyện Mộc Châu cũng đang nỗ lực đổi mới đa dạng hóa các sản phẩm du lịch theo hướng đảm bảo an toàn phòng dịch Covid-19 nhằm thu hút đông đảo du khách tới tham quan, sử dụng các dịch vụ tại cao nguyên xanh giàu tiềm năng này. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, suốt 2 năm qua, khu du lịch rừng thông bản áng huyện Mộc Châu hầu như phải dừng đón khách. Tuy nhiên, không để lãng phí thời gian, đơn vị đã tập trung củng cố nhân sự, nâng cấp chỉnh trang cơ sở lưu trú và xây dựng các sản phẩm du lịch mới để tăng sự hấp dẫn đối với du khách trong hành trình khám phá của mình. Công ty luôn luôn mong muốn là quý khách có khách hàng có thể quay trở lại nhiều lần trong cái hành trình du lịch khám phá Mộc Châu của mình nên vì vậy trong cái quãng thời gian mà nghỉ uh, dịch covid thì công ty cũng đã luôn luôn cải tiến các cái sản phẩm đang có của công ty. Đối với các doanh nghiệp kinh doanh lưu trú bên cạnh chuẩn bị cơ sở vật chất về buồng phòng cảnh quan các đơn vị cũng đặc biệt chú trọng trang bị các vật tư y tế tại tất cả các khu vực đồng thời chủ động phân luồng bố trí khu vực riêng cho từng đoàn có cùng yếu tố dịch tễ để đảm bảo công tác phòng dịch chúng tôi cũng đã yêu cầu du khách là phải thực hiện đầy đủ 5 k test nhanh cũng như khi đến khách sạn thì phải khai báo y tế đầy đủ em thấy ở đây là phòng dịch rất là cẩn thận trước khi vào khách sạn là bảo mình đi test nhanh như thế là rất là cần. vừa tốt cho gia đình mình vừa phòng chống dịch được tốt hơn để tạo đòn bẩy cho du lịch phục hồi bên cạnh việc triển khai nhiều giải pháp phòng chống dịch bệnh huyện mộc châu cũng ưu tiên triển khai công tác quy hoạch quản lý quy hoạch từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng du lịch đẩy mạnh thu hút đầu tư kết hợp với tăng cường quảng bá các sản phẩm du lịch mới Mộc Châu phải thực sự là đảm bảo là một cái vùng mà an toàn khi mà khách du lịch người ta cảm thấy tin tưởng khi người ta đến. Cái thứ hai nữa là chúng tôi thì cũng hiện nay thì cũng đang tập trung đẩy mạnh cái công tác thu hút đầu tư làm thế nào đó để có thêm được các cái điểm du lịch hấp dẫn. Khi chúng ta thích ứng được an toàn với dịch rồi thì chúng ta đã sẵn sàng một bước cho công tác đón tiếp khách. Cấp ủy chính quyền mỗi người dân ở Mộc Châu đang bằng những hành động cụ thể để xây dựng điểm đến du lịch an toàn và hấp dẫn. Đây cũng là những nỗ lực nhằm đưa du lịch khởi sắc trở lại và phát triển mạnh mẽ trong điều kiện bình thường mới. Từ ngày 25 tháng 2 đến nay, các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu móng cái của tỉnh Quảng Ninh vẫn đang tạm dừng do phía Trung Quốc triển khai các biện pháp cấp bách trong phòng chống dịch COVID-19. Ban Quản lý Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái cho biết, đến ngày 9 tháng 3, khu vực cửa khẩu Móng Cái chỉ còn 25 xe hàng hoa quả và khoảng 500 xe hàng hải sản đông lạnh Trước đó, nhiều xe hàng hoa quả đã quay đầu tìm cách tiêu thụ ở thị trường trong nước. Số ít di chuyển đến các cửa khẩu khác. Các xe chở hải sản đông lạnh đã hạ container đưa hàng vào các kho đông lạnh để bảo quản. Trước tình hình phía Trung Quốc tạm dừng hoạt động xuất nhập khẩu ở các cửa khẩu, Ban Quản lý Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái kiến nghị các doanh nghiệp, người dân tạm dừng đưa hàng hóa ra cửa khẩu Móng Cái, chủ động tìm thị trường tiêu thụ trong nước và các thị trường xuất khẩu khác nhằm giảm áp lực hàng hóa tồn động ở vùng biên cũng như giảm chi phí lưu kho bãi đối với các doanh nghiệp. Công ty Điện lực Sơn La hiện đang quản lý vận hành 6 trạm biến áp 110 kV, hơn 546 km đường dây 110 kV, gần 5.000 km đường dây trung áp, 3 trạm biến áp trung gian, 2.671 trạm biến áp phân phối và gần 5.000 km đường dây hạ thế. Năm 2022, nhằm triển khai hiệu quả công tác quản lý vận hành, đảm bảo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu với mục tiêu an toàn, tin cậy, kết nối linh hoạt. Trước mọi tình huống thiên tai bất thường và nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến về phụ tải quá công suất, công ty điện lực Sơn La đã đưa ra nhiều giải pháp trong quản lý vận hành, trong đó phát huy ứng dụng khoa học kỹ thuật đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, tin cậy, kết nối linh hoạt nhằm giảm tối đa thời gian mất điện đối với khách hàng. Dự báo về nguồn cung điện trong năm nay vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là thời điểm nắng nóng và nhu cầu sử dụng điện tăng trong quá trình phục hồi kinh tế của khách hàng. Do vậy, công ty Điện lực Sơn La yêu cầu các đơn vị giả soát, chủ động xây dựng kế hoạch chương trình, giải pháp cho từng mục tiêu cụ thể. Đặc biệt, chú trọng các chỉ tiêu về giảm tổn thất điện năng, độ tin cậy cung cấp điện. Xuất hiện sự cố, phương thức vận hành kinh tế trên cơ sở kết cấu lưới điện hiện trạng của đơn vị, chủ động theo dõi thông số vận hành các đường dây 110 kV, đề xuất các dự án đầu tư xây dựng sửa chữa lớn thay công tơ điện tử, đồng bộ công tác quản lý kỹ thuật và vận hành kinh doanh bán điện đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, giảm thiểu sự cố và giảm tổn thất điện năng trên hệ thống nguồn lưới. Trong những năm qua, Phòng Giao dịch chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Mường La luôn chủ động đồng hành cùng người dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và tạo việc làm cho nhiều lao động ở địa phương. Từ nguồn vốn vay ưu đãi đã góp phần tích cực trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Ban đại diện hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Mường La đã phối hợp với các tổ chức hội đoàn thể cấp xã để phân bổ điều chỉnh vốn tín dụng chính sách đến các xã thị trấn, tham mưu chuyển nguồn ngân sách huyện ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội để thực hiện cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Hiện phòng giao dịch đang thực hiện cho vay 14 chương trình chính sách tín dụng, nguồn vốn được ưu tiên cho vay chương trình hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo, cho vay nhà ở và chương trình nước sạch vệ sinh môi trường. Góp phần giúp các xã hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Chỉ tính riêng 2 tháng đầu năm nay, toàn huyện đã có trên 440 hộ được vay vốn các chương trình tín dụng ưu đãi. Trong đó, 112 hộ vay ưu đãi hộ nghèo, 75 hộ cho vay nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn, 56 hộ được vay giải quyết việc làm, 84 hộ gia đình được vay sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn. Đến nay thì Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mường La đang thực hiện 14 chương trình cho vay tổng dư nợ đạt 426 tỷ đồng với 11.780 khách hàng vay vốn và dư nợ bình quân đạt 36 triệu đồng trên hộ. Đối với gia đình anh Lò Văn Phương, bản Cang Bó Ban, xã Mừng Trai cũng giống như bao gia đình khác trên địa bàn xã có hoàn cảnh khó khăn. Mặt khác lại là hộ gia đình bị ảnh hưởng của di dân lòng hồ thủy điện Sơn La. Khi để hội nông dân xã và tổ tiết kiệm vay vốn của bản Bình Bầu để ngân hàng chính sách xã hội huyện cho vay gói tín dụng giải quyết việc làm gia đình anh đã được vay số tiền 50 triệu đồng để phát triển kinh tế. Bằng nguồn vay vốn ngân hàng chính sách, gia đình anh Lò Văn Phương đã đầu tư vào nuôi lợn, nuôi bò, đặc biệt tận dụng mặt nước lòng hồ Thủy Điện Sơn La, đầu tư làm 6 lồng cá để nuôi các loại cá như chấm, chép, lăng, nheo. Hàng năm sau khi trừ chi phí, từ chăn nuôi và nuôi cá lồng, gia đình anh thu nhập trên 400 triệu đồng mỗi năm. Gia đình tôi là hộ dân phải di vén do ảnh hưởng của Thủy Điện Sela. La. Trước đây, kinh tế gia đình khó khăn. Được sự giúp đỡ vay vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cho vay vốn 50 triệu đồng để gia đình phát triển kinh tế. Đến nay, cuộc sống của gia đình tôi cũng dần ổn định. Chúng tôi mong muốn trong thời gian tới tiếp tục được vay vốn tín dụng chính sách để tạo việc làm và tăng thu nhập cho gia đình. Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền tại cơ sở đã sâu sát trong công tác lãnh đạo chỉ đạo nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo, chất lượng tín dụng chính sách ngày càng được nâng lên, từng bước tạo điều kiện để người nghèo tiếp cận tốt hơn các dịch vụ xã hội, trong đó có tín dụng chính sách xã hội góp phần giảm khoảng cách giàu nghèo, ổn định đời sống ở vùng nông thôn. Thưa quý vị và các bạn, sau 14 ngày tự theo dõi sức khỏe tại phòng ở trong ký túc xá các trường, đến thời điểm này các lưu học sinh, lưu học viên nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào nhập học năm học 2021-2022 đã bước sang tuần thứ hai của chương trình đào tạo. Các đơn vị nhà trường đã triển khai chương trình đào tạo với quyết tâm phấn đấu đảm bảo kế hoạch và nội dung đào tạo. Ghi nhận của phóng viên tại trường Cao đẳng Sơn La. Với tổng số 145 lưu học sinh, lưu học viên Lào nhập học khóa 20 năm học 2021-2022, trường cao đẳng Sơn La đã chia thành 5 lớp và phân công giáo viên chủ nhiệm giảng dạy trực tiếp. Khoa đào tạo quốc tế đã chủ động lập thời khóa biểu chi tiết, đồng thời chuẩn bị đầy đủ giáo trình, tài liệu và tổ chức giảng dạy trong điều kiện đảm bảo phòng chống dịch COVID-19. Khoa cũng đã xây dựng một số phương án phù hợp nhất để đảm bảo làm sao cho học sinh học đạt cái hiệu quả cao nhất. Còn đối với lại một số học sinh hiện nay mà đang rơi vào trường hợp F1 và F0 thì khoa cũng đã có phương án cử giáo viên dạy online cho các em để làm sao các em có đủ kiến thức và sau khi mà hết thời gian cách ly sẽ tiếp tục học cùng với lại các lớp khác. Theo kế hoạch, trong thời gian 6 tháng rưỡi, các lưu học sinh, lưu học viên Lào sẽ tham gia đào tạo toàn khóa tiếng Việt trên 1.000 tiết, trong đó tiếng Việt cơ sở 868 tiết, tiếng Việt chuyên ngành 144 tiết, với các môn học như tiếng Việt 1, 2, thực hành kỹ năng sử dụng tiếng Việt, thực tế sử dụng tiếng Việt và tiếng Việt chuyên ngành. Như học sinh Lào, chúng em sang học tiếng Việt tại trường cao đẳng Sơn La. Trong thời gian theo dõi sức khỏe, chúng em đã được các thầy cô giáo phát giáo trình để chúng em đọc và nghiên cứu trước. Sau đó chúng em đã được đi học tại các lớp theo chương trình. Chúng em sẽ phấn đấu, cố gắng học tập tốt chương trình tiếng Việt để vào học tập chuyên ngành. Tuy mới chỉ bước vào tuần học thứ hai của chương trình đào tạo tiếng Việt, song với sự quan tâm hỗ trợ giúp đỡ của các thầy cô giáo và sinh viên Việt Nam, đến nay lưu học sinh, lưu học viên Lào đã từng bước quen với môi trường học tập và sinh hoạt tại Sơn La. Đến thời điểm này thì sinh viên Lào chúng tôi đã quen dần với cuộc sống ở đây và bắt đầu chương trình đào tạo tiếng Việt tại các lớp học. Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 cũng được triển khai thực hiện nghiêm túc. Quá trình đào tạo lưu học sinh, lưu học viên nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, trường cao đẳng Sơn La sẽ làm tốt công tác quản lý và đảm bảo phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định. Với quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ đào tạo tiếng Việt nói riêng và đào tạo nguồn nhân lực nói chung, qua đó góp phần giữ gìn và tăng cường tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam với Lào, Sơn La với các tỉnh Bắc Lào. Thưa quý vị và các bạn, sự nghiệp giáo dục tại các địa bàn vùng cao luôn là hành trình gian nan và đầy khó khăn thử thách trong đó phải kể đến những thầy cô giáo đang ngày đêm tận tụy, hy sinh, cống hiến hết sức mình cho sự nghiệp chồng người. Những cô giáo miền xuôi lên vùng cao gieo chữ đã viết nên những câu chuyện đẹp về tình cô trò và thắp sáng ước mơ trên những bản làng gian khó. Trường Trung học cơ sở Làng Chiếu là một trong ba ngôi trường đóng chân trên địa bàn xã vùng cao Làng Chiếu của huyện Bắc Yên đây là nơi học tập ăn ở của trên 200 học sinh là con em đồng bào dân tộc Mông ở bốn bản Păng Khúa, Suối Lộng, Tháng Cao và Cáo A. Trong số 17 cán bộ giáo viên đang công tác tại mái trường này, cô giáo Nguyễn Thị Vân là người có tuổi nghề trẻ nhất. Sinh ra và lớn lên ở quê hương Nhãn Lồng Hưng Yên, sau khi tốt nghiệp đại học, cô giáo tuổi đôi mươi mang đầy nhiệt huyết đã lựa chọn huyện Bắc Yên làm nơi khởi đầu cho sự nghiệp sư phạm. Cảm nhận đầu tiên của tôi về đây là thứ nhất là về phong cảnh thì rất là đẹp, à, về con người đây thì nhất là học sinh thì học sinh rất là mộc mạc, chân thành, các em ấy cũng rất là gần gũi và nói chung là bản thân tôi thì cảm thấy rất là ấn tượng và cũng rất là yêu quý các em. Gia gia đình, thời tiết khắc nghiệt, cuộc sống khó khăn, thế nhưng khoảng thời gian vừa dạy học, vừa cùng ăn cùng ở với các em học sinh người dân tộc thiểu số đã thắp lên trong cô giáo miền xuôi những tình cảm đặc biệt. Dịp mùng 8 tháng 3 năm nay, món quà mà các em dành tặng cô chẳng phải những hộp quà hay tấm thiệp rực rỡ mà chỉ là những bông hoa dại được hái ven đường. Chính sự mộc mạc hồn nhiên ấy đã khiến cô thêm yêu mái trường vùng cao này hơn. Các em ấy rất là khó khăn, rồi là những cái điều kiện thì không thể bằng giới thị trấn được thì với một cái cái mong ước của người giáo viên ấy, thì bản thân tôi luôn luôn mong muốn rằng là mình được góp một chút sức lực dưới đó để giúp các em để cuộc sống sau này của các em ấy sẽ đỡ vất vả hơn. Chuyện về nghề giáo ở vùng cao luôn gắn với hình ảnh về sự khó khăn, nhọc nhằn, vất vả. Thế nhưng trong đó còn là những câu chuyện ấm áp về những người vừa là cô, vừa là mẹ. Một buổi sáng như bao ngày, tại trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học và trung học cơ sở Mường Lèo, huyện Sốp Cộp, cô giáo Vũ Thị Hải Yến đã có mặt tại các phòng bán chú từ sớm để giúp các em học sinh sửa soạn trang phục, đầu tóc gọn gàng, đồng thời ôn lại bài cũ trước giờ học. Gần chục năm gắn bó với mái trường vùng biên, cô Yến cảm thấy đây là một sự may mắn, xen lẫn tự hào. Các em thì rất là thiếu thốn, còn khó khăn nhiều thứ, cả về cái chữ, cả về vật chất. Nên là À, tôi đã có cái những cái chăn trở và cái tình cảm dành cho các em nơi đây vẫn còn đó nhiều điều chưa thể diễn tả hết về câu chuyện gieo chữ của các thầy cô giáo vùng cao nhưng có một điểm chung nhất mà chúng ta cảm nhận được đó là các cô luôn yêu nghề mến trẻ và khó khăn gian khổ chẳng thể làm họ sườn lòng có chăng thì đó là những chăn trở về sự nghiệp giáo dục vẫn còn nhiều gian khó và niềm hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn đối với những học trò nghèo vùng cao. Chương trình Thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt. Dự báo thời tiết toàn tỉnh Sơn La mây thay đổi không mưa, đêm và sáng có sương mù vài nơi, trời rét, ngày nắng, độ ẩm 55 đến 99%. Nhiệt độ Quỳnh Nhai 16 đến 29 độ thành phố Sơn La 15 đến 28 độ. Mường La 18 đến 32 độ. Mai Sơn 16 đến 28 độ. Yên Châu 18 đến 29 độ. Sông Mã 18 đến 30 độ. Bắc Yên 16 đến 26 độ. Phú Yên 18 đến 27 độ. Mộc Châu 13 đến 25 độ. Sóc Cộp 18 đến 30 độ. Vân Hồ 13 đến 25 độ. Thuận Châu 16 đến 29 độ.